Và đây nè mọi người, những cái hào mình đã bắt được ngày hôm trước nè. Mấy cái con này chỉ nhỏ thôi à, nó không có to. Nhưng mà để coi mình sẽ đập ra rồi bên trong nó có nhiều thịt không ha. Và bộ dụng cụ nè, rất là chuyên nghiệp, một cái búa, một gạch và một thau nướng. Thật ra việc đập cũng rất dễ dàng, chỉ cần đập vài phát thôi nó bung ra rồi tách ra, là mình lấy rửa sạch là xong. Và mọi người biết cái khác nhau giữa hào bắc và hào mua ngoài chợ chỗ nào không? Là ở chỗ hào mua ngoài chợ tốn tiền. Nói chứ thật ra con hào trong cái hào nãy giờ mình lấy á, nhìn cái ruột á, thật ra nó vừa dày ruột với cái vỏ nó luôn á, chứ không phải như hào ngoài chợ cái vỏ nó to, nhưng mà thật ra cái ruột nó mình nghĩ nó cũng con này nhỏ hơn xíu thôi chứ không có nhỏ nhiều đâu, nhưng mà ngoài chợ cái vỏ nó rất là to. Này nói chung á như vậy cũng được, nhưng mà có thể lần sau mình sẽ quay lại đó bắt nữa, tại vì lần sau mình sẽ nghiên cứu một cái barbecue trên tàu, mình nấu tại chỗ sẽ ngon hơn. Nhưng mà để xem những video tiếp theo của mình, các bạn đừng quên là hãy đăng ký kênh nha, bằng cách là nhấn cái nút màu đỏ phía bên dưới subscribe, và những cái video tiếp theo nhé sẽ tự động thông báo cho bạn xem. Thanks. Và ở đây mình có chuẩn bị thêm một ít tôm thêm nữa. Và hào này mình rửa rất là sạch á. Mọi người nhớ rửa cẩn thận, lỡ mà cái vỏ nó còn á thì ăn rất là nguy hiểm. Và một số bí nè, mình đã gọt sẵn và cắt nhỏ rồi. Rồi bây giờ bắt đầu nấu thôi. Nghe có vẻ là bổ dưỡng, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình nấu món súp bí với hào và tôm. Thật ra mình tìm mấy cái recipe trên mạng thì nó cũng không có. Trước hết thì mình hít cái chảo lên cho nó nóng dầu ha. Mình chuẩn bị ở đây có một mớ bacon, oil and garlic đã được sắc nhỏ ra rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào chảo. Rồi xào lên, xào đều lên, cho thơm chứ không gì. Sau khi mình cho bí vào chảo thì mình trở qua trở lại thêm một chút xíu nữa thôi. Mình sẽ cho nước vào.
hay là chicken stock và beef stock. Thay vì mình sẽ nấu cái súp gà để mình làm nêm nó đậm đặc á, nhưng mà mình sẽ dùng cái này sẽ nhanh hơn thôi. Thay vì mình dùng máy sinh tố, mình sẽ xay nhuyễn ra, nhưng mà mình ở không có gì làm á, với nhà mình không có điều kiện thì mình đánh dầm ra. Và bây giờ cho khoảng 50ml sữa vào ha. Nếu có whole milk thì tốt, cái gì cũng ngon. Trộn. Bây giờ mình đổ ngược cái phần tôm với lại cái phần hàu lúc nãy vào chung với bí. Oyster prawn, soup, yummy, 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 nung. Dr. Fauci, hopeful proposed vaccines will show signs of success by year's end. The concern now, there won't be enough vials and syringes for hundreds of millions of doses. The sign of the Sydney Fifth, a change is building. See you soon. I'm signing you to a home secretary. Very good, Mum. Mum, yummy.